cho bạn Trung Tân hòa điệu ngày hôm nay hết. Cô chú anh chị vừa xem một đoạn ngắn Giác Long song ca cùng với Tuyết Nhung trong cái đêm nhạc, một ca khúc mới rất hay, rất tuyệt vời, phải không cả nhà? Thì cả nhà cũng đã biết là ban tổ chức không cho like cũng như quay trực tiếp, thì Phúc chỉ tranh thủ quay được một chút xíu để chia sẻ cái hình ảnh của cặp đôi công chúa và hoàng tử song ca với nhau. Thì cả nhà cũng đã thấy khi mà công chúa và hoàng tử xuất hiện trên sân khấu thì khán giả ở dưới vỗ tay rần rần và rất mong chờ cặp đôi công chúa và hoàng tử. Công chúa và hoàng tử đêm nay thật đẹp, thật xứng đôi khi hát với nhau. Thì nhìn vào hình ảnh này, cô chú anh chị cũng đã thấy hoàng tử và công chúa rạng rỡ nụ cười và hát rất là hay, hình ảnh rất là đẹp đôi trên sân khấu, được bà con cô bác hết lời khen ngợi, rất là vui, phải không cả nhà? Thì cả nhà cũng đã biết đêm nay sẽ có ba cặp, đó là Giác Long và Tuyết Nhung, mà mọi người gọi cái tên thân thương đó là công chúa bánh mì, hoàng tử bánh bò, và kèm theo đó là cặp đôi Thiên Ngân
và Ji Yuno, rồi cặp đôi của Quỳnh Trang và Phú Quý. Và đến thời điểm này thì Thiên Ngân cũng như Ji Yuno đã song ca với nhau. Thì Tuyết Nhung và Giác Long cũng đã vừa song ca với nhau. Phú Quý cũng đã vừa song ca cùng với Quỳnh Trang ca khúc đó là Sông Quê. Còn Tuyết Nhung cũng đã hát ba bài hát đơn ca, đó là ca khúc Đèn Khuya. Ca khúc Đèn Khuya này công chúa hát rất là hay, với màn vũ đạo cùng với những vũ công trên tay, đã cầm những cây đèn, hình ảnh rất là đẹp. Rồi ca khúc thứ hai của Tuyết Nhung hát đó là ca khúc Khóc Thầm. Và ca khúc tiếp theo là ca khúc thứ ba Tuyết Nhung hát Em Vẫn Hoài Yêu Anh. Rất là tuyệt vời phải không cả nhà. Đến thời điểm này, phút cập nhật tường thuật gửi đến cô chú anh chị, thì công chúa đã hát được ba bài, đó là bài Đèn Khuya, Khóc Thầm, Vẫn Hoài Yêu Anh. Còn hoàng tử Giác Long thì cũng đã hát một bài, đó là Nợ Em Khúc Dân Ca. Và chương trình thì vẫn đang tiếp tục, Phúc sẽ cập nhật liên tục những cái ca khúc mà các bạn đã hát. Thiên Ngân hiện cũng đã hát bài Hẹn Ngày Nên Duyên và ca khúc Sao Trời Làm Gió. Còn Juno thì ca khúc Thanh Xuân Em Đợi. Juno và Thiên Ngân cũng đã song ca với nhau ca cổ Hờn Anh Giận Em. Thì cả nhà cũng đã thấy rồi, chương trình này rất là dài, và những màn biểu diễn cũng như đơn ca song ca kết hợp với nhau, thì đây là một chương trình có thể nói rất là hay nha cả nhà. Sân khấu rất là đẹp, các bạn trẻ xuất hiện trên sân khấu thì đẹp lung linh, các cặp đôi biểu diễn với nhau vô cùng ăn ý. Cặp đôi mà mọi người vừa xem đó là Giác Long và Tuyết Nhung khi xuất hiện được khán giả vô cùng yêu mến, phải không cả nhà, liên tục vỗ tay. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe cái buổi tường thuật, và Phúc cũng sẽ liên tục cập nhật gửi đến với cô chú anh chị ở những video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại, nhớ cho Phúc một like cũng như đăng ký kênh. Cảm ơn cả nhà rất nhiều, xin chào.